Tức là hôm nay quý vị thích nghe những ca khúc giữ dòng nhạc như thế nào ạ? À, nhạc trẻ hay là nhạc trữ tình? Hả? Nhạc trẻ hả? Vũ thì may mắn khi mà bước ra khi làm ca sĩ Vũ hát ba dòng nhạc. Và ba dòng nhạc thì mọi người yêu mến, nếu như trữ tình thì có người Việt Ly bên Tạc Từ, rồi Nhân Ca thì có Đường Về Miền Trung Em Quên Lời Hẹn Năm Xưa, vân vân, nhiều nhạc trẻ thì càng nhiều hơn nữa. Thì đó là một cái sự lựa chọn từ đầu của Vũ, chứ không phải là đến bây giờ hát nhạc trẻ xong rồi mới hát trữ tình và Nhân Ca. Và may mắn trong đêm diễn được nhiều cái ca khúc, nhiều cái tiết mục, nhiều dòng nhạc như thế thì làm quý vị sẽ cảm thấy đỡ nhàm chán hơn. Bây giờ một ca khúc kế tiếp, Vũ xin gửi đến quý vị một sáng tác mới đi, trong cái album Lâm Vũ vừa mới ra, một sáng tác của nhạc sĩ Chi Dân, trong album Lâm Vũ and Friends, đã có mặt trên tất cả các trang mạng YouTube và nhạc của tôi. Xin mời quý vị nghe ca khúc có đề mang tên Về Bên Anh Em Ơi. Xin mời tất cả quý vị nghe. Cô nào tối nay mà lỡ đi lấy điện thoại đi thì tối nay về nhà có người đang chờ ở nhà. Nhớ anh thật nhiều khi đi về em hơn, còn biết bao chuyện vui anh cần muốn nói, nhưng giờ em đã đi mất rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.